cùng nhau chúng ta sẽ đến với các thông tin liên quan đến chủ đề về vận tải. Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn Samco cho biết, đơn vị quản lý các bến xe khách lớn tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo năm nay do nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng, buộc phải cho công nhân nghỉ việc từ sớm nên lượng khách cũng về quê sớm đã tăng cao hơn so với mọi năm. Cũng như mọi năm, nhu cầu mua vé xe dừng nằm từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung rất lớn. Hầu hết các xe có thương hiệu thường mở bán vé trực tuyến hoặc là nhận đăng ký giữ chỗ nên hết vé xe dừng nằm từ khá sớm. Hiện tại một số hãng xe cho biết các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Trung đã kín chỗ giai đoạn từ 22 đến 29 Tết. Về mức phụ thu gia cước, các bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng gia cước trong thời gian phục vụ Tết Quý Mão. Trong trường hợp có kê khai điều chỉnh tăng giá cước, các bến xe đề nghị tăng không quá 40% hoặc là 60% tùy theo từng giai đoạn.